Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2023, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực nhà lao Tân Hiệp và sát bên là công viên B5. Con đường tôi đang di chuyển là con đường Nguyễn Ái Quốc. Ngày mai là ngày 14 tháng 2, chính vì vậy mà lúc này quý vị và các bạn có thể thấy là các cửa hàng hoa đã bán đầy ở dọc các đường tại một số công viên B5, quảng trường tỉnh và khu ngay chỗ trường phổ thông trung học Ngô Quyền. Đây quý vị các bạn có thể thấy là đây bán hoa gấu rất là nhiều. Hiện nay thì các mặt hàng hoa cũng rất là đa dạng quý vị, đặc biệt là những loại hoa sáp. Đây khu vực cái này bán heo đất. Hướng đi thẳng thì chúng ta sẽ đi ra khu vực Hố Nai. Bây giờ tôi sẽ rẽ vào đường Dương Tử Giang. Phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là khu vực công viên B5. Vào buổi tối thì ở đây họ tập thể dục rất là nhiều. Tôi sẽ dừng lại để quay khu vực công viên B5 cho quý vị các bạn cùng xem. Đây phía xa xa quý vị các bạn có thể thấy là có rất là nhiều người đang tập thể dục. Công viên B5 giờ quý vị cũng có thể thấy là rất là rộng và đây đang xây các cái khu nhà vệ sinh này. Và đây hiện nay cũng đang là phát triển mọc rất là nhiều quán. Ở đây có một cái quán mới là quán gạo là quý vị. Dọc hai bên đường ở đây lúc này có rất là nhiều quán cà phê và quán ăn. Đây cũng có một quán cà phê mới mở nè, Lê La. Đường này đi thẳng chúng ta sẽ đi ra đường Năm Lối Dài. Và phía bên tay trái màn hình của các bạn ở đây bán bí tết cũng như là pizza. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến khu vực Vincom. Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là ngã tư Vincom, ngày xưa gọi là ngã tư Lạc Cường quý vị. Đến đây thì tôi sẽ rẽ vào đường Phạm Văn Thuận. Vào buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ đi vào một con đường mới tại khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa. Con đường cũng mới làm cách đây khoảng vài tháng quý vị. Con đường sẽ đi qua khu vực đó chính là Phúc Hải. Thay vì đi đường thẳng này, chúng ta đi thẳng sẽ ra khu quảng trường. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ đi tắt cái con đường này qua phía bên Phúc Hải. Và vào ngày mai thì các tiệm bán hoa sẽ rất là đông. Khu vực chỗ này là khu vực cầu Mương Sao quý vị.
Và qua khỏi cầu Mướn Sao khoảng 100m phía bên tay phải sẽ có một con đường mới, con đường có tên là Lưu Văn Viết. Đây, con đường Lưu Văn Viết nằm phía bên tay phải màn hình quý vị đây. Ngày xưa thì con đường này cũng đường rất là nhỏ, nhưng mà hiện nay được nới rộng và cáng nhựa. Quý vị thấy con đường này tuy nó không rộng lắm nhưng mà rất là sạch sẽ, có hai hàng cây xanh. Vài năm nữa những cái cây này nó lớn lên thì sẽ rất là mát. Con đường này nó dài khoảng hơn 800m thôi quý vị. Và trước màn hình quý vị các bạn, đây là đường Nguyễn Ái Quốc và phía đối diện bên kia là chợ Tân Phong nè quý vị. Hướng phía bên tay trái chúng ta sẽ đi về quảng trường tỉnh và phía bên tay phải thì chúng ta sẽ đi ra khu vực phố Nai. Tối ngày hôm nay lượng xe di chuyển cũng rất là đông quý vị. Ngày đầu tuần thôi, tuy nhiên là ngày hôm nay cũng sát cái ngày lễ tình nhân đó quý vị. Một số người họ cũng đi chơi. Đường Nguyễn Ái Quốc là một trong số những con đường dài nhất tại thành phố Biên Hòa. Song song với đường Nguyễn Ái Quốc là đường Phạm Văn Thuận. Đường Phạm Văn Thuận thì ngày xưa gọi là quốc lộ 15. Khu này thì ngày trước có hồ bơi quân đội, tuy nhiên là hiện nay hồ bơi quân đội không còn hoạt động nữa. Ở phía bên tay trái quý các bạn có thể thấy một cái tòa nhà rất là cao, đó là khách sạn Central Park, là khách sạn 5 sao duy nhất tại thành phố Biên Hòa. Con đường này, khu vực chỗ này cũng rất là buồn quý vị, tại vì khu vực này có rất là nhiều khu quân đội đóng quân ở đây, cho nên là người ta buôn bán cũng rất là ít, không có nhiều. Phía bên tay trái buôn bán là nhiều, phía bên tay phải đa số là khu quân đội quý vị. Và phía bên tay phải màn hình quý vị là vực nhà thi đấu. Nhà thi đấu thì ngày hôm qua có xiếc, ngày hôm nay thì đã hết rồi.
Và phía xa xa bên tay phải màn hình quý vị các bạn là khu vực quảng trường tỉnh. Ngày hôm nay quảng trường tỉnh bán hoa cũng rất là nhiều quý vị. Đây, dọc bên đường khu vực chỗ quảng trường tỉnh có rất là nhiều người bán hoa ở đây. Có một số bạn trẻ đang nhảy múa. Vào các ngày lễ như là lễ tình nhân, lễ 8 tháng 3 thì quảng trường tỉnh cũng là nơi tập trung bán hoa nhiều nhất tại thành phố Biên Hòa đó quý vị. Theo quan sát của tôi thấy là đa số là những cái loại hoa sáp. Ngày mai thì chúng ta sẽ thấy hoa tươi sẽ nhiều hơn. Khu vực góc chỗ này là khu vực cổng 2 quý vị. Đường ở tại khu vực chỗ này nếu như mọi người ở xa di chuyển ở chỗ này thì nó hơi khó đi quý vị. Góc chỗ này nó giống như một cái chữ V vậy. Đây phía công viên này quý vị. Công viên này cũng rất là lâu đời rồi. Tiếp tục thì tôi sẽ đi vào hướng khu vực trường phổ thông trung học Ngô Quyền, quay xem năm nay ở đây có bán hoa nhiều không. Đây phía góc này cũng có một tiệm bán hoa nè. Ở đây có một số tiệm bán hoa trước cổng trường Ngô Quyền đấy quý vị. Năm nay cổng trường Ngô Quyền bán hoa cũng không nhiều lắm quý vị. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến khu chợ đêm Viên Hùng. Lượng xe di chuyển tại đây rất là đông. Thời tiết tại thành phố Biên Hòa lúc này tôi đo được là khoảng 28 độ quý vị. Trời cũng mát. Khu này có di tích lịch sử mộ Trịnh Hoài Đức quý vị. Đây là khu vực chợ đêm Biên Hùng và một điều bất ngờ là ngày hôm nay khu vực này thay vì ngày trước nó có một cái hàng rào đây là quý vị, và bữa nay đã bỏ cái hàng rào này rồi thì mọi người đi qua khu vực chợ đêm cũng rất là tiện, cũng như là qua khu vực công viên Biên Hùng mới xây sửa lại cũng rất là tiện luôn. Việc ngày trước họ muốn lên khu vực chợ đêm Biên Hùng, họ vòng lên khu vực Ngô Quyền họ mới vòng xuống đây được, rất là bất tiện, nhưng hiện nay mọi người có thể thấy đây.
Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là tiệm chè, chè Thái Lan rất là đông, tối nào cũng đông quý vị. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý vị các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý vị các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo về Đồng Nai.